mình sẽ làm cái dạng bài tập là tính nồng độ phần trăm của cái dung dịch sao bẩn ạ. Cộng hết cái trước lại, trừ không phải trừ cho cái tủa, trừ cho khí. Bây giờ là bài là không có thì thôi chứ, nước ở trong dịch mà. Hòa tan 2,4 gam magnesio bằng m gam dung dịch H2SO4 10% vừa đủ thu được dung dịch ít. Câu A là viết phương trình và ứng nè. Câu B là tính M nè. Câu C là tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch ít. Thì bây giờ là mình có là cái chi hà magnesio là oxit bazơ này cộng axit H2O4 là cho ra cái gì? Muối, magnesio 4 và nước. Và ứng tự cân bằng xong. Tính số mol magnesio 2,4 chia 40 là 0,06 mol. 0,06 mol điền qua phương trình nên 0,06. 0,06. Vậy khối lượng dung dịch H2O4 là bằng khối lượng chất tan. Chất tan đây nhân 100 chia cho C phần trăm. 98. Rồi như vậy là ra được bao nhiêu gam, bởi vì thứ hai muốn là bao nhiêu gam. Bây giờ cái dung dịch sao vẫn là có chứa cái gì đây? Chứa muối mà nhẹ được bốn. Thì theo nguyên tắc á, là C phần trăm của mà nhẹ được bốn là bằng khối lượng mà nhẹ được bốn m dung dịch sao vẫn. Ừ. C phần trăm của muối thu được là bằng m chất tan chia m dung dịch phần trăm. Nhớ là cái muối nó nằm sau phở. Cái muối đó mà nằm sau phở là mình tính, mình phải tính ra cái khối lượng dịch sau phở. Mà cái khối lượng dịch sau phở là bằng gì đây? Bằng tất cả các chất trước phẩm cộng lại. Cái nào mà dung dịch là mình phải cộng 10 dung dịch nha. Là 2,4 cộng cho 58,8 trừ sản phẩm cái tủa và trừ sản phẩm khí không có thì khỏi trừ. Nhớ à? Có chứ con, có chứ con. Nhớ cho cô nè. Là khi tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sao vẫn là mình phải đi tính khối lượng của dung dịch sao vẫn bằng cái bảo toàn khối lượng, lấy tất cả khối lượng các chất chứa vẫn cộng lại, cái nào dung dịch là cộng hết lại luôn, rồi trừ đi sản phẩm khí, trừ đi sản phẩm cái tủa mà không có là thôi khỏi trừ. Không m dung dịch sao vẫn bằng tổng khối lượng các chất chứa vẫn có diện thế của luôn là bằng m magnesio nè cộng m dung dịch H2O4 nè. Không có khí thì khỏi trừ, không có cái tuổi thì khỏi trừ nè. Không, cô nói là nãy giờ mình không nghe. M dung dịch sao ứng nè, bằng nè m magnesio cộng m dung dịch H2O4. Chưa? Cái này số mol là 0,06 nhưng mà lớn như vậy 6 cộng 24 120 nhân cho 100
11,76%. Rồi. Hòa tan 5,6 gam sắt bằng dung dịch HCl 18,25%. Hòa tan 5,6 gam sắt bằng 100 gam dung dịch HCl 18,25%. Thu được dung dịch X và V lít khí Y ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A là yêu cầu viết phương trình thử V lít khí Y ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A là viết phương trình thử. Câu B là tính V. Câu C là tính nồng độ phần trăm của các chất. Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch X. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch X. Có bao nhiêu chất thì phải tính bấy nhiêu phần trăm. Dung dịch nó có bao nhiêu chất để tính. Thì em cứ viết rồi em tính đi rồi em mới biết chứ chưa biết. Không có bao nhiêu trường hợp. Tính đi, viết đi. Chưa tính chưa biết còn sao biết có bao nhiêu trường hợp. Sắt cũng HCl ra cái gì? Đó là HCl mấy? 2 cộng. Ừ, vậy khí Y là khí gì đó? Ừ, đúng rồi, nhớ trả lời vào nha. Số 1 sắt. Còn 0,1. Số mol HCl cũng gộp luôn. 118,25. Đây mượn dịch nhân C 100 chia 100. Rồi chia tiếp cho 36,5 nữa. Đúng rồi, bài toán lượng dư đó con. Mấy năm rồi. Bây giờ sắt tác dụng HCl cho ra muối sắt 2. Khi nào tác dụng H2 4 đặc mới ra muối sắt 3 nghe con. Vậy Y là khí H2. Bây giờ so sánh 0,1 chia 1 con là 0,5 chia 2. So sánh là lấy số mol chia hệ số trong phương trình. Nhỏ hơn. 100 gam dung dịch. Hả? 100 gam dung dịch. HCl là 100 gam. Gam dung dịch đó nha. Ừ. Vậy viết lại phương trình. Cho ra muối và khí hydro. Sắt hết cho nên điền số mol sắt vào. HCl sẽ là dư. Dư là lấy cái này nè, trừ cái này ra này. Như vậy là tính V. V chính là V khí hydro. Tính V của khí đơn giản lấy số mol nhân 22,4. HCl là bao nhiêu rồi? 36,5. Bây giờ cái dung dịch X thu được là có cái gì? Muối. Và HCl còn dư.
Điều gọi là tính xem trong các chất trong dung dịch ít là con phải xác định là trong dung dịch ít là có hai chất này, GLACL2 và HCl này, đúng không? Trong cái dung dịch sao ổn á, là cái dung dịch ít á, là có muối FeCl2 mới tạo ra cái HCl dư này. Được chưa? Là HCl dư với FeCl2. Ừ, là hai chất trên tính xe trong hai cái. Cái dư khác, cái nó ban đầu mà. Mình mà muốn tính xe cho mà bị tính cái gì? Mượn dịch. Rồi khối lượng dịch sao ẩn tính là khối lượng là dung dịch ít đó. Dung dịch ít chính là dung dịch sao ẩn á. Mà dung dịch sao ẩn là tính bằng khối lượng dịch sao ẩn là bằng gì? Khối lượng các chất trước ẩn là mờ sắc. Còn mờ dung dịch HCl ban đầu á trừ cho khí hydro. Sắt là 5,6 nè. HCl là 100 gram nè. Hydro là 0,1 × 2 nè. Còn mấy gram? Nhớ nha, muốn tính C phần trăm của cấp chất sao phưởng á, muốn tính C phần trăm của chất cho sao phưởng, tức là nồng độ của các chất sao trong và sao bẩn là điều kiện tiên quyết là mình phải tính mượn và sao bẩn này nè. Khối lượng và sao bẩn là bằng tổng khối lượng các chất trước bẩn cộng lại trừ sản phẩm khí, trừ sản phẩm cái chủa, nếu không có thì không phải trừ. Ở đây là dung dịch sao bẩn là chính là dung dịch ít là bằng mờ sắt cộng mượn dịch HCl trừ hydro. Hydro là sản phẩm khí, tính ra được mượn dịch. Còn chất tan thì mình có rồi, là FeCl2 và HCl. Vậy C phần trăm của FeCl2 bằng cái gì đây? Bằng số mol của nó nhưng mà lớn. Ủa, mà chất tan chứ? Thì số mol nhưng mà lớn ra khối lượng chất tan đúng không? Nhớ là khối lượng dịch sao vẫn là khối lượng dịch chung nha. C phần trăm của HCl còn dư. Nhớ hệ khối lượng dịch là khối lượng chung hệ. Trộn 100 gram dung dịch H2O4 19,6% với 400 gram dung dịch BaCl2 20,8%, thu được 10 gram kết tủa và dung dịch X. Qua là viết phương trình vỡ và cho biết đây là loại vỡ gì. Cô nó mời dung dịch đó. Sao con? Cái này tới 553 từ à, bình thường mà, nhưng mà mời dung dịch thì dữ vậy à. Dạ, cô lấy 400 và 200 thì 46 H24 là 100 thôi chứ. À, thì có 100. Ừ. Cô B là tính M. Cô C là tính C phần trăm của các chất trong dung dịch X. Bây giờ là H2O4 số mol là bằng
100 nhân 19 thứ 6 chia 100 là chia 98 nữa. Số môn thứ 2 bố là không có 2 môn rồi con. Còn số môn BAC là 2 là bằng 400 nhân 20 thứ 8 chia 100 rồi chia 2 là 8 nữa. Số môn của BAC là 2 là không có 4 môn đúng không con? H2R4 tác dụng với BAC là 2, đây là loại phấn gì đây? Ứng thế. Sai bẹt. Vẫn chị. Vẫn cái tù, phản ứng trao đổi. À, cô. Đi ra chị chi với cô. Con quèo cũng bấm máy lại đi. Cái hồi á, lần muốn bấm lại muốn bấm sai là bị răng chứ. Này bấm mà, y như đó luôn mà. Y như đó là bị răng, y như đó bạn làm như đó. Nó ra bao nhiêu? 7, 3, 2, 6, 7. Là bao nhiêu? Thì mấy dù á. Chứ con ưng nó phải to à. Nó ra nhiêu là con kia biết nhiêu á. Chứ đừng có nói ra ý, con cứ tư mong nhiều. Nhìn vô đây là biết BAC là 2 dư rồi nè. Đây 0.2. 0.2. Dư là 0.4 trừ 0.2 còn 0.2. 0.2. Này 0.4. Cái tủa là BA4. M bằng 0.2 nhân 233 là 46. Cái tủa là con ra mấy gam đó? Cái tủa là 46.6 gam. 46.6 gam, đúng rồi. Còn cái dung dịch sau vẫn của con thu được là có cái chi đó? Có HCl là 1. Có BA của 1. BA 4 đâu có dung dịch nữa. À dung dịch đó là HCl với lại là BAC là 2 vô. Ờ. Bây giờ khối lượng dịch nó tính làm sao đây? Lấy cho nó trần tròn cái tủa. Là lấy khối lượng các chất trước phẩm là 100 cộng 400 trừ cái tủa là 46.6 là ra nhiêu gam con? 453.4 gam. Ủa? Ờ. 453.4 gam. Rồi, vậy tính xe phần trăm của HCl. 0.4 nhân 36.5 nhân 100. 453.4. Nhớ là mở dịch chung nha. Bao nhiêu gam? Bao nhiêu trăm? 3.2%. Nó tính thấy nhỏ hơn so với kia là run sợ đó. CBAC là 2 dư lại nhiêu? 0.2 nhân 208 nhân 100 chia 453.4 9.2%. Bài tiếp theo nè của cái dạng mà tính nồng độ chất trong dịch sao vẫn nè là hòa tan 9.4 gram K2O vào 200 gram nước thu được dung dịch A. Câu A là viết phương trình phản ứng này, viết phương trình phản ứng này, cho biết loại phản ứng này. Câu B là tính C phần trăm của dung dịch A. Thì các em lưu ý là K2O là một oxit bazơ tan. Cho nên nếu như mà khi cho nó vào nước thì nó sẽ tác dụng với nước tạo thành bazơ. Số mol K2O là bằng khối lượng chia cho M lớn 94 là bằng 0.1 mol. Bài toán này á là nếu mà tính ra thì nó là bài toán dư lượng dư. Nhưng mà vì thế này nè, khi hòa tan K2O vào nước thu được dung dịch A, mà trong dung dịch thì chắc chắn có nước. Như vậy là chắc chắn là trong phản ứng giữa K2O với nước thì nước sẽ còn dư, cho nên mình không đi tính số mol nước làm gì.
K2O cộng với H2O cho ra bazơ là cao H. Như vậy cái dung dịch A mà cô thu được là dung dịch cao H. Bây giờ nước là chắc chắn dư rồi chứ nè. Vì sao vẫn thu được dung dịch? Cho nên trong dịch có nước thì chắc chắn nước phải dư. Như vậy cô điền số mol K2O là 0.1 nè. Vậy cao H sẽ là 0.2 mol nè. Được chưa? Và phản này là thuộc loại phản gì? Đây là phản hóa hợp. Thì để yêu cầu là tính C phần trăm của dung dịch A. Mà muốn tính C phần trăm thì phải có chất tan và có mời dung dịch. Chất tan thì cao H là có rồi, 0.2 mol, tính là khối lượng được nè. Còn mời dung dịch là phải tính theo bảo toàn khối lượng. Vậy thì khối lượng dung dịch A sẽ bằng MK2O cộng M nước. Nước là lấy cái nước ban đầu này, 200 này, chứ không phải là nước trong phẩm này đâu. Không có khí thì cô không trừ, không có sản phẩm cái tủa cô không trừ. Như vậy là 9.4 cộng 200 là bằng 2.9.4. Như vậy C phần trăm của dung dịch A chính là C phần trăm của cao H đây. C phần trăm của các chất trong dung dịch A, tôi bỏ cái này đi ha, ghi luôn C phần trăm cao H ha. Là bằng 0.2 nhân M lớn cao H là 56. Rồi nhân 100 chia M dung dịch là 2.9.4. Là 5.35%. Các em nhớ lưu ý là đối với bài toán mà tính khối lượng, tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sao vẫn, thì cái điều mà quan trọng nhất các em cần phải xác định đó là trong dung dịch sao phẩm nó có những chất nào, chất tan nào. Và thứ hai là gì? Cần phải xác định tính khối lượng dung dịch sao phẩm theo bảo toàn khối lượng. Có nghĩa là khối lượng dung dịch sao phẩm là bằng tổng khối lượng các chất trước phẩm trừ cho sản phẩm khí, trừ cho sản phẩm cái tủa. Và trong dung dịch sao phẩm có những chất tan nào thì mình tính hết C phần trăm của các chất tan đó. Và mời dung dịch sao vẫn chính là mời dung dịch chung cho tất cả chất tan nằm trong dung dịch sao vẫn. Thì qua một vài ví dụ, cô rất mong là các em sẽ nắm vững cái dạng toán này. Chúc em học tốt môn hóa học.